Chào các em, chào mừng các em đến với lớp dạy 2.com. Hôm nay cô và Kim sẽ cùng nhau hoàn thành các bài tập trong phần listening trang số 11, Unit 1, Family Life trong sách giáo khoa tiếng Anh lớp 10 mới tập 1. Phần listening hôm nay của chúng ta về chủ đề Family Life Changing Roles, có nghĩa là cuộc sống gia đình, sự thay đổi theo vai trò. Nhiệm vụ số 1 của chúng ta như sau: Look at the chart and discuss the changes in weekly hours of basic housework by married men and married women in the USA between 1976 and 2012. Guess the reasons for the changes. Chúng ta sẽ nhìn vào biểu đồ và thảo luận những thay đổi trong giờ làm việc hàng tuần của người phụ nữ và đàn ông có gia đình ở Mỹ từ năm 1976 đến năm 2012. Chúng ta sẽ đoán lý do tại sao có sự thay đổi này. Thì ở đây chúng ta thấy có một biểu đồ. Chúng ta thấy trong năm 1976 thì tỷ lệ số giờ làm việc nhà trong tuần của đàn ông Mỹ đã lập gia đình là 6,8%, trong khi tỷ lệ này ở những người phụ nữ đã lập gia đình là 29,8%. Chúng ta thấy ở năm 1976 có một sự chênh lệch rất là lớn giữa tỷ lệ giờ làm việc nhà của phụ nữ và đàn ông. Tuy nhiên cho đến năm 2012 thì cái khoảng cách này đã được rút ngắn lại. Tỷ lệ số giờ trong tuần làm việc nhà của đàn ông là 11,4%, trong khi đó của phụ nữ là 17,2%, thì tỷ lệ này đã được rút ngắn lại rất nhiều so với năm 1976. Những nguyên do cho sự thay đổi này có thể là: thứ nhất, phụ nữ có thể làm những điều mà đàn ông làm. Thứ hai, đó là xã hội đã phát triển hơn trước. Và thứ ba là đàn ông cũng có thể làm tốt những việc nhà như là nấu ăn hay là nuôi dạy con cái. Chúng ta sẽ cùng nhau trả lời cho phần nhiệm vụ số 1 như sau. The possible reasons are: có nghĩa là những nguyên do có thể là, chúng ta sẽ liệt kê các nguyên do. Nguyên do thứ nhất chúng ta có thể thấy đó là married women can do what men do. Có nghĩa là phụ nữ có thể làm những điều mà đàn ông làm. Tiếp theo, nguyên nhân tiếp theo có thể sử dụng để giải thích cho sự rút ngắn khoảng cách trong tỷ lệ làm việc nhà giữa đàn ông và phụ nữ ở Mỹ, đó là xã hội đã phát triển hơn trước. The society is more developed than before. Và một nguyên nhân khác có thể kể đến là người đàn ông cũng có thể làm tốt việc nhà như là nấu ăn hay là nuôi dạy con cái. Married men also do housework. Well, such as cooking, parenting. Như vậy, các lý do mà chúng ta nêu ra cho sự thay đổi về cái sự chênh lệch giữa tỷ lệ đàn ông và phụ nữ làm việc nhà, đó là: the possible reasons are married women can do what men do, the society is more developed than before, and married men also do housework well, such as cooking, parenting. Nguyên do có thể là phụ nữ có thể làm những gì mà đàn ông làm, và xã hội thì đã phát triển hơn trước. Đàn ông có thể làm tốt việc nhà như là nấu ăn hay là nuôi dạy con cái. Như vậy cô và Kê cùng nhau hoàn thành xong phần nhiệm vụ số 1. Chúng ta sẽ cùng nhau chuyển sang phần nhiệm vụ số 2. Nhiệm vụ số 2 của chúng ta như sau: Listen to a family expert talking about how the roles of men and women in families have changed and decide whether the following statements are true or false. Có nghĩa là chúng ta sẽ lắng nghe một chuyên gia gia đình nói về vai trò của phụ nữ và đàn ông đã thay đổi như thế nào và quyết định xem những nhận định dưới đây là đúng hay là sai. Ở đây chúng ta có các nhận định như sau. Nhận định số 1 đó là men and women roles in the family have become similar. Có nghĩa là vai trò của phụ nữ và đàn ông trong gia đình đã trở nên giống nhau, tương tự như nhau.
Thông tin số 2 đó là both men and women now work to contribute to the family finances. Có nghĩa là cả đàn ông và phụ nữ đều làm việc để đóng góp vào tài chính gia đình. Thông tin số 3 được đưa ra đó là according to equally shared parenting, both men and women have an equal chance for recreation. Có nghĩa là theo như quy tắc chia sẻ đều công việc và chăm sóc con cái thì cả nam và nữ đều có cơ hội công bằng trong hoạt động giải trí. Thông tin số 4 đó là according to equally shared parenting, the husband career is less important than the wife. Có nghĩa là theo quy tắc chia sẻ đều công việc chăm sóc con cái thì sự nghiệp của người chồng ít quan trọng hơn sự nghiệp của người vợ. Và thông tin số 5 được đưa ra đó là families following equally shared parenting are happier. Những gia đình theo tiêu chí chia sẻ đều công việc chăm sóc con cái thì hạnh phúc hơn. Như vậy chúng ta đã đọc qua 5 thông tin và chúng ta sẽ cùng nhau nghe đoạn audio nhé. Unit 1. Page 11. Skills. Activity 2. Listen to a family expert talking about how the roles of men and women in families have changed and decide whether the following statements are true or false. Today we'll discuss the changes in roles performed by men and women in the family. Changes in family life have made men's and women's roles more alike than ever, as the wives are also responsible for the family finances. Family experts say the old notions of who does what in families may be more and more unclear. Men are not the sole breadwinners for the family like they used to be, and they are becoming much more involved in housework and parenting. Because men and women's roles in families have become more alike, for couples to balance their work and family life, perhaps equally shared parenting is the best solution. Equally shared parenting means the conscious and purposeful sharing in four domains of life. 1. Child raising. Both parents have equal responsibility to nurture and to take care of the children. 2. Breadwinning. Husbands and wives' careers are equally important. 3. Housework. The household chores should be equally divided between the wife and the husband. 4. Recreation. Both partners have an equal chance at time for their own interests, and of course, to be with each other. Experts have found out that families that can keep to those four principles of equally shared parenting become happier, and the divorce rate is the lowest amongst them. Như vậy cô và Kim đã cùng nhau lắng nghe xong đoạn audio và cô sẽ dịch qua đoạn nội dung đoạn audio để Kim nắm được. Nội dung của chúng ta như sau. Hôm nay chúng ta sẽ thảo luận về những thay đổi trong vai trò của nam giới và nữ giới trong gia đình. Thay đổi trong cuộc sống gia đình đã làm cho vai trò của nam giới và phụ nữ trở nên giống nhau hơn bao giờ hết vì những người vợ cũng chịu trách nhiệm về tài chính gia đình. Các chuyên gia gia đình cho biết rằng những quan niệm cũ về người nào làm việc gì trong gia đình đang trở nên ngày càng không rõ ràng hơn. Đàn ông không phải người duy nhất là trụ cột gia đình như họ đã từng làm và họ cũng trở nên ngày càng tham gia nhiều hơn vào công việc nhà và nuôi dạy con cái. Bởi vì vai trò của nam giới và phụ nữ trong gia đình trở nên giống nhau hơn vì các cặp vợ chồng cân bằng công việc và cuộc sống gia đình. Có lẽ chia sẻ nuôi dạy con cái là giải pháp tốt nhất. Chia sẻ bình đẳng công việc chăm sóc con cái có nghĩa là chia sẻ ý thức và mục đích trong bốn lĩnh vực chính của cuộc sống. Thứ nhất là lĩnh vực nuôi dạy trẻ, đó là cả cha và mẹ đều có trách nhiệm như nhau để nuôi dạy và chăm sóc con cái. Thứ hai là với vai trò trụ cột gia đình, cả sự nghiệp của chồng và vợ đều quan trọng như nhau. Thứ ba đó là về công việc
gia đình thì việc nhà trong gia đình nên được phân chia đều giữa vợ và chồng. Thứ tư là giải trí, cả hai đều có cơ hội và thời gian giải trí bình đẳng vì lợi ích riêng của mình và dĩ nhiên là cùng với nhau. Các chuyên gia đã phát hiện ra rằng các gia đình có thể giữ được 4 nguyên tắc chia sẻ việc nuôi dạy con cái, trở nên hạnh phúc hơn và tỷ lệ ly dị là thấp nhất trong số họ. Như vậy, cô và Kem đã cùng nhau nắm được nội dung của đoạn audio và chúng ta sẽ quay trở lại với phần nhiệm vụ số 2. Đối với thông tin số 1 được đưa ra đó là Men and women roles in the family have become similar. Đó là vai trò của đàn ông và phụ nữ ở trong gia đình thì ngày càng trở nên giống nhau hơn, tương tự như nhau. Khi chúng ta thấy thông tin được đưa ra trong đoạn audio đó là Changes in family life have made men's and women's roles more alike than ever, as the wife are also responsible for the family finances. Có nghĩa là những thay đổi trong cuộc sống gia đình đã làm cho vai trò của nam giới và phụ nữ giống nhau hơn bao giờ hết, vì những người vợ cũng chịu trách nhiệm về tài chính gia đình. Chúng ta thấy đối với từ similar thì từ alike cũng có ý nghĩa tương tự, đó là tương tự như nhau, trở nên giống nhau. Cho nên thông tin đưa ra trong câu số 1 là một thông tin đúng. Chúng ta có thể tích vào true. Đối với thông tin đưa ra câu số 2 đó là Both men and women now work to contribute to the family finances. Có nghĩa là hiện tại thì cả đàn ông và phụ nữ đều làm việc để đóng góp cho tài chính gia đình. Thì chúng ta sẽ trở lại với thông tin trong đoạn audio đó là As the wife are also responsible for the family finances. Có nghĩa là người vợ cũng chịu trách nhiệm về tài chính gia đình. Như vậy, ngoài người chồng theo như quan niệm truyền thống sẽ chịu trách nhiệm cho việc tài chính gia đình, thì trong cuộc sống hiện đại cả người vợ cũng chịu trách nhiệm về tài chính gia đình. Cho nên dựa vào thông tin này chúng ta có thể kết luận rằng thông tin đưa ra trong câu số 2 là một thông tin đúng. Chúng ta sẽ đánh vào true. Tiếp theo câu số 3, according to equally shared parenting, both men and women have an equal chance for recreation. Có nghĩa là theo như quy tắc chia sẻ đều công việc chăm sóc con cái thì cả nam và nữ đều có cơ hội như nhau trong hoạt động giải trí. Thì chúng ta có thể nghe thì chúng ta có thể xem lại thông tin trong đoạn hoạt động giải trí được đề cập đến trong đoạn audio. Đó là Both partners have an equal chance and time for their own interests. Có nghĩa là cả hai đều có cơ hội và thời gian như nhau cho những sở thích, mối quan tâm của bản thân và dĩ nhiên là cùng nhau. Thì chúng ta sẽ lựa chọn câu số 3, chúng ta sẽ tích vào true. Đây là một thông tin đúng. Thông tin đưa ra ở câu số 4 của chúng ta như sau: According to equally shared parenting, the husband's career is less important than the wife. Có nghĩa là theo quy tắc chia sẻ đều công việc chăm sóc con cái thì sự nghiệp của người chồng ít quan trọng hơn sự nghiệp của người vợ. Thì chúng ta có thể thấy ở mục số 2 breadwinning trong đoạn audio có đề cập đến đó là husband and wife careers are equally important. Có nghĩa là sự nghiệp của cả chồng và vợ đều quan trọng như nhau. Cho nên chúng ta sẽ dựa vào phần thông tin này để trả lời so sánh với phần thông tin được đưa ra ở câu số 4. Ở câu số 4 nêu ra là sự nghiệp của người chồng ít quan trọng hơn của người vợ, trong khi ở trong đoạn audio đề cập đến đó là sự nghiệp của người chồng và người vợ là quan trọng như nhau. Cho nên đối với thông tin đưa ra câu số 4, chúng ta sẽ tích vào phần false. Đây là một thông tin sai. Tiếp theo chúng ta chuyển đến câu số 5. Thông tin ở câu số 5 như sau: Families following equally shared parenting are happier. Có nghĩa là gia đình hướng theo tiêu chí chia sẻ đều công việc chăm sóc con cái thì hạnh phúc hơn. Thì phần thông tin này chúng ta có thể lắng nghe ở cuối đoạn audio. Đó là Experts have found out that families that can keep to those four principles of equally shared parenting become happier and the divorce rate is lowest amongst them. Có nghĩa là các chuyên gia đã phát hiện ra rằng các gia đình có thể giữ được 4 nguyên tắc chia sẻ việc nuôi dạy con cái thì trở nên hạnh phúc hơn và việc ly dị có tỷ lệ thấp ở trong số họ. Thì chúng ta thấy
những gia đình theo tiêu chí chia sẻ công việc chăm sóc con cái thì hạnh phúc hơn. Đây là một thông tin đúng. Cho nên đối với thông tin đó là câu số 5 thì chúng ta sẽ tích vào true. Đây là một thông tin đúng. Như vậy cô và Ken đã cùng nhau hoàn thành xong phần nhiệm vụ số 2. Và chúng ta sẽ cùng nhau chuyển sang phần nhiệm vụ số 3. Nhiệm vụ số 3 của chúng ta như sau. Work in pairs, làm việc theo cặp. Match the word phrase with its appropriate meaning. Có nghĩa là chúng ta sẽ nối các từ, các cụm từ với ý nghĩa thích hợp của chúng. Đối với từ đầu tiên, từ balance, từ này có ý là cân bằng, thì chúng ta thấy phần ý nghĩa tương ứng đó là a state where things are of equal weight or force. Có nghĩa là một cái trạng thái mà mọi thứ được cân bằng về khối lượng hay là lực. Chúng ta thấy từ số 1, balance, cân bằng, ý nghĩa sẽ tương đương với ý nghĩa E. Chúng ta sẽ nối 1 với E. Đối với từ số 2, nurture, có nghĩa là nuôi dưỡng, thì chúng ta thấy từ này sẽ có ý nghĩa là to care for and protect somebody, something while they are growing and developing. Có nghĩa là quan tâm và bảo vệ ai, cái gì trong khi chúng đang lớn lên và phát triển. Như vậy, đối với từ số 2, nurture, nuôi dưỡng, chúng ta sẽ nối với phần ý nghĩa B, quan tâm và bảo vệ ai, cái gì trong khi chúng đang lớn lên và phát triển. Đối với từ cụm từ số 3, equally share parenting, có nghĩa là chia sẻ công việc chăm sóc con cái, thì chúng ta thấy phần giải thích tương ứng đó là sharing housework and childcare evenly, có nghĩa là chia sẻ việc nhà và chăm sóc con cái một cách công bằng. Chúng ta thấy phần từ số 3, equally share parenting, chia sẻ công việc chăm sóc con cái thì sẽ tương đương với phần ý nghĩa là C, đó là chia sẻ việc nhà và chia sẻ công việc chăm sóc con cái một cách công bằng. Đối với từ số 4 đó là traditional, từ này có ý nghĩa là truyền thống, thì ý nghĩa tương ứng ở cột phía bên phải đó là existing for a long time, đã tồn tại từ lâu. Như vậy từ số 4 traditional, truyền thống, chúng ta sẽ nối với phần ý nghĩa D, đã tồn tại từ lâu. Đối với phần từ số 5 đó là solution, giải pháp, thì chúng ta thấy từ này sẽ tương đương với phần ý nghĩa đó là a way of solving a problem or dealing with a difficult situation. Đó là một cách giải quyết vấn đề hay đối mặt với một tình thế khó khăn. Thì chúng ta sẽ nối từ số 5, solution, giải pháp, với phần ý nghĩa là A. Đó là một cách giải quyết vấn đề hay đối mặt với tình thế khó khăn. Như vậy cô và Kay cùng nhau hoàn thành xong phần nhiệm vụ số 3, chúng ta sẽ cùng nhau chuyển sang nhiệm vụ số 4. Nhiệm vụ số 4 của chúng ta như sau. Listen again and answer the questions. Có nghĩa là chúng ta sẽ nghe lại một lần nữa và trả lời các câu hỏi sau. Câu hỏi số 1 của chúng ta đó là how has the role of men in the family changed? Có nghĩa là cái vai trò của người đàn ông trong gia đình đã thay đổi như thế nào? Câu hỏi số 2 của chúng ta như sau. How have a man's and women's roles become alike? Có nghĩa là vai trò của phụ nữ và đàn ông trong gia đình đã trở nên tương đồng như thế nào? Và câu hỏi số 3. What is the result of equally shared parenting? Có nghĩa là kết quả của việc chia sẻ trách nhiệm nuôi dạy con cái một cách công bằng là gì? Thì đối với ba câu hỏi này, chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe lại phần audio để tìm ra câu trả lời nhé. Unit 1, page 11. Skills. Activity 4. Listen again and answer the questions. Today we'll discuss the changes in roles performed by men and women in the family. Changes in family life have made men's and women's roles more alike than ever, as the wives are also responsible for the family finances. Family experts say the old notions of who does what in families may be more and more unclear. Men are not the sole breadwinners for the family like they used to be, and they are becoming much more involved in housework and parenting. Because men and women's roles in families have become more alike, for couples to balance their work and family life, perhaps equally shared parenting is the best solution. Equally shared parenting means the conscious and purposeful sharing
in four domains of life. 1. Child raising. Both parents have equal responsibility to nurture and to take care of the children. 2. Breadwinning. Husbands and wives' careers are equally important. 3. Housework. The household chores should be equally divided between the wife and the husband. 4. Recreation. Both partners have an equal chance at time for their own interests, and of course, to be with each other. Experts have found out that families that can keep to those four principles of equally shared parenting become happier, and the divorce rate is the lowest amongst them. Như vậy cô và kia hãy cùng nhau lắng nghe lại đoạn audio và chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với các câu hỏi trong phần nhiệm vụ số 4. Đối với câu hỏi số 1, how has the role of man in the family changed? Đó là vai trò của người đàn ông trong gia đình đã thay đổi như thế nào? Thì chúng ta thấy trong đoạn audio đã đề cập đến đó là men are not the sole breadwinners for the family like they used to be, and they are becoming much more involved in housework and parenting. Có nghĩa là họ không chỉ là trụ cột gia đình như là họ đã từng, mà họ còn trở nên tham gia nhiều hơn vào công việc nhà và nuôi dạy con cái. Chúng ta có thể sử dụng phần thông tin này để trả lời cho câu hỏi số 1 như sau. Đối với câu hỏi số 1, chúng ta có thể trả lời như sau. They are not only... breadwinner in the family. And they get more involved in housework and parenting . Câu trả lời hoàn chỉnh cho câu hỏi số 1 của chúng ta như sau. They are not only breadwinner in the family and they get more involved in housework and parenting. Có nghĩa là họ không chỉ là trụ cột gia đình mà còn tham gia nhiều hơn vào công việc nhà và nuôi dạy con cái. Chúng ta sẽ cùng nhau chuyển tiếp sang câu hỏi số 2. Câu hỏi số 2 của chúng ta như sau. How have men's and women's roles become alike? Có nghĩa là vai trò của đàn ông và phụ nữ trở nên tương đồng như thế nào? Thì chúng ta sẽ xem thông tin ở trong đoạn audio. Có đề cập đến đó là Changes in family life have made men's and women's roles more alike than ever. Có nghĩa là những thay đổi trong cuộc sống gia đình đã làm cho vai trò của phụ nữ và đàn ông trở nên tương tự như nhau hơn bao giờ hết. Và cái việc tương tự đó thì được thể hiện ở việc đó là the wife are also responsible for the family finances. Có nghĩa là người phụ nữ thì cũng tham gia vào việc có trách nhiệm với tài chính của gia đình. Còn người đàn ông thì sao? They are becoming much more involved in housework and parenting. Họ cũng tham gia nhiều hơn vào việc nhà và nuôi dạy con cái. Như vậy, chúng ta thấy cả phụ nữ và đàn ông đều chịu trách nhiệm cho tài chính gia đình, cho việc nhà và nuôi dạy con cái. Chúng ta sẽ trả lời cho câu hỏi số 2 như sau. Both are responsible for family finances. Housework and parenting. Câu trả lời cho câu hỏi số 2 của chúng ta như sau. Both are responsible for family finances, housework and parenting. Có nghĩa là cả đàn ông và phụ nữ cùng chịu trách nhiệm cho tài chính gia đình, việc nhà và nuôi dạy con cái. Chúng ta sẽ cùng nhau chuyển tiếp sang câu hỏi số 3. Đó là What is the result of equally shared parenting? Có nghĩa là kết quả của việc chia sẻ trách nhiệm nuôi dạy con cái một cách công bằng, đó là gì?
thì chúng ta trở lại với thông tin được nêu ra trong bài nghe, đó là families that keep to the four principles of equally shared parenting become happier and the divorce rate is the lowest among them. Có nghĩa là những cái gia đình mà tuân thủ theo bốn nguyên tắc nuôi dạy con cái công bằng này sẽ trở nên hạnh phúc hơn và tỷ lệ ly hôn thì là thấp nhất ở giữa họ. Thì chúng ta sẽ sử dụng phần thông tin này để trả lời về kết quả của việc chia sẻ trách nhiệm nuôi dạy con cái một cách công bằng. Đó là the families become happier and the divorce rate amongst them is the lowest . Câu trả lời hoàn chỉnh cho câu hỏi số 3 của chúng ta đó là the families become happier and the divorce rate amongst them is the lowest. Có nghĩa là các gia đình trở nên hạnh phúc hơn và tỷ lệ ly dị là thấp nhất. Như vậy cô và Kê nó cùng nhau hoàn thành xong tất cả các bài tập trong phần listening trang số 11 Unit 1 Family Life trong sách học khoa tiếng Anh lớp 10 mới tập 1. Kê hãy theo dõi lời giải hay.com để xem chi tiết bài giảng nhé. Chúc Kê học tốt và hẹn gặp lại Kê trong những video tiếp theo. Xin chào.